mấy chiều bạc lạng soi bóng nương. Một chiếc thuyền nan vội vã trở về, sông Lam một dài xanh như ngọc, vời vợi mắt ai buồn tái tê. Xa xa mấy phủ non hồng lĩnh đã vàng hoa cài nở bên sông, câu hát dân thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giận hờn chi rứa bên sông buồn, anh nò ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở, em xuống bến đò em về bến nở, nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buông. Tư đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi, nghe câu vì dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh sóng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Mấy chiều bạc lạng soi bóng nương, một chiếc thuyền nan vội vã trở về, sông Lam một dài xanh như ngọc, vời vợi mắt ai buồn tái tê. Xa xa mấy phủ non hồng lĩnh đã vàng hoa cài nở bên sông, câu hát dân thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giận hờn chi rứa bên sông buồn, anh nò ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở, em xuống bến đò em về bến nở, nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buông. Tư đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi, nghe câu vì dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh sóng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Tư đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi, nghe câu vì dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh sóng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Thank you.
bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái Lai Đỏ. Chuyến đò chiều anh đưa sang sông, anh thầm thương cô gái Lai Đỏ. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng chẳng thề. Một câu vì anh cao, nửa câu vì em thương. Cú sắn cú khoai mồ hôi chát mặn, thương anh rồi nhớ đợi nghe anh. Cứ chiều về cánh cô lội bên sông, nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sao sông lấy chồng bỏ mặc bên đỏ xưa, bên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sáo diêu gọi trắng lên, tiếng hoa gọi em có lấy
Quang về đây F1, ai bị F0 ở Quang? Thằng Minh ở cháu Bà Sông. Vĩ người nhỏ ngồi dưới này có nhìn được không? Dạ có. Cẩm Hà, em làm lớp trưởng có vất vả không? Vui à, thế cô Vân Anh có hay nhắc nhở gì không? Ờ, tốt. Thế bí thư là bạn nào? Thư tên là gì? Em tên là Lĩnh ạ. Lĩnh là Lĩnh nhà đâu? Em ở Hoàng Kinh. Bố mẹ làm nghề gì? Bố em làm kinh doanh. Kinh doanh nhà, hay nhà nghèo hay là bình thường? Nhà bình thường ạ. Bình thường à? Đó, thế chị, em có hay phải đi làm thuê để lấy tiền đi học không? À, không ạ. Thế không đi làm thuê lấy tiền đi học à? Ngày xưa thầy học lớp 10 thầy phải đến bãi Kênh Vàng đội cát, đội đá thuê để lấy tiền đi học đấy. Em không phải đi làm à? Em không, em chỉ việc học thôi. Chỉ việc học thôi á? Thế phải cố gắng học tốt nhé. Vâng. Thầy có yêu thương bố mẹ không? Em có ạ. À thế hả? Ừ, cố gắng nhá. Vẫy tay chào nào. Vâng. Gầy tích mắt. Vẫy tay chào thầy. Vẫy tay chào. Hai em đứng qua đây thầy hỏi cái. Vẫy tay chào thầy. Em ở thôn nào? Thế à? Hai em này vẫy tay chào thầy. Ở thôn nào? Ở Mỹ Xuyên à? Hai chàng trai đáng yêu này vẫy tay chào. Hai em ở thôn nào? À, hai cô gái đáng yêu này vẫy tay chào thầy. Hai em ở thôn nào? À, hai cô gái đáng yêu này vẫy tay chào thầy. Hai em ở thôn nào? Đeo khẩu trang thì khá biết là con trai con gái. Hai cô gái này ở thôn nào? Hai em. Em rất tài. Vẫy tay chào thầy nào. Cô gái tên là gì? Tên Lĩnh ạ. Tên là Lĩnh à? Vâng. Ở thôn nào? Em ở Hoàng Kinh ạ. Thế à, vẫy tay chào thầy nào. Em có điều gì tâm sự không? À, không. À, thế à. Hai cô gái đáng yêu này, vẫy tay chào thầy nào. Hai em ở thôn nào? Em ở An Mỹ ạ. Ăn chiều quà. Để vẫy tay chào thầy nào. Hai em ở thôn nào? Em ở Cốc Quỳnh ạ. Em. Hai đứa có họ không, một người gần nhau? Có họ à? Em đỡ được có đánh em Nam này nhá. Khổ em đấy. Em Nam này có khó không? Hai cô gái đáng yêu này vẫy tay chào thầy nào. Hai em ở thôn nào? Đều Nai Nguyễn à? Có cần nhà cô Thắm không? Em không. Hai chàng trai đáng yêu này vẫy tay chào nào. Hai em ở thôn nào? Em ở Hoàng Kinh. Em? Em ở Hoàng Kinh. Dạ. Hai cô gái đáng yêu này vẫy tay chào nào. Hai em ở thôn nào? Em. Em? Hả? Yeah.